Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 8 tháng 2 tới đây, hòa chung với không khí giao nhận quân, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Lắk, công tác chuẩn bị đón nhận chiến sĩ mới về học tập huấn luyện tại tiểu đoàn 303, trung đoàn 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để chiến sĩ mới có được điều kiện tốt nhất về đời sống, vật chất, tinh thần và sớm hòa nhập với môi trường quân ngũ. Năm 2023, tiểu đoàn 303, trung đoàn 584 tiếp nhận 402 thanh niên của 15 huyện, thị xã, thành phố về học tập huấn luyện. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng chương trình kế hoạch đón nhận chiến sĩ mới chặt chẽ cụ thể. Trong đó, đơn vị đã tập trung toàn lực lượng củng cố hệ thống doanh trại để chiến sĩ mới có điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt, vui chơi, giải trí. Tới đây, đơn vị sẽ đón nhận chiến sĩ mới. Bản thân tôi là một cán bộ tiểu đội trưởng, luôn gần gũi, sát cánh bên cùng với các đồng chí mới nhập ngũ, luôn quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ cho các chiến sĩ mới vào luôn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị giao. Với phương châm đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ là anh em để giúp chiến sĩ mới được sống trong môi trường quân ngũ gần gũi thân thiện, tiểu đoàn 303 đã chủ động bố trí sắp xếp cán bộ quản lý từ cấp đại đội đến tiểu đội, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, chủ động kiện toàn các tổ chức quần chúng, hoạt động của tổ tâm lý, pháp lý, quân nhân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết tập thể để kịp thời nắm bắt tư tưởng, động viên, chia sẻ và là điểm tựa giúp chiến sĩ bắt nhịp với điều kiện của người lính. Thì sắp tới nhận biên chế chiến sĩ mới năm 2023 thì cũng cố gắng động viên anh em, khích lệ những tinh thần để cho anh em nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trong môi trường của quân ngũ. Và đồng thời thì cũng đội ngũ cán bộ từ trung đội đến tiểu đội cũng ra sức cố gắng cùng ăn cùng ở, cùng khích lệ động viên tinh thần cho anh em hòa nhập với cuộc sống trong môi trường quân đội được tốt hơn. Thực hiện mục tiêu quản lý huấn luyện tốt chiến sĩ mới ngay từ ngày đầu về đơn vị, Đảng ủy Chỉ huy Tiểu đoàn 303 đã triển khai cho các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huấn luyện, củng cố hệ thống thao trường bãi tập, chuẩn bị đầy đủ hệ thống giáo án, bài giảng huấn luyện, xây dựng nội dung công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, phổ biến các quy định về điều lệnh quản lý bộ đội, đẩy mạnh các phong trào thi đua cuộc vận động, giải quyết tốt các chế độ và chú trọng công tác tăng gia sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống cho bộ đội. Tiếp nhận 402 tân binh, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp bảo đảm hiệu quả ngay từ ban đầu. Ngay từ sớm thì tiểu đoàn đã triển khai kiện toàn lại đội ngũ cán bộ các cấp theo quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, của trung đoàn, tổ chức tập huấn khung huấn luyện chiến sĩ mới, trong đó thống nhất tập trung vào tổ chức phương pháp nhằm nâng cao cái chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy trong toàn đơn vị đối với chiến sĩ mới. Công tác tổ chức soạn thảo giáo án, thông qua giáo án, bài giảng, thực luyện của các cấp thì được tiến hành chặt chẽ và nghiêm túc. Công tác chuẩn bị đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023 của tiểu đoàn 303, trung đoàn 584 đến thời điểm này cơ bản đã hoàn tất, với hẹn một mùa huấn luyện mới đạt chất lượng về mọi mặt, xứng đáng với truyền thống là đơn vị huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.